chính xin ông chào ông bà cô chú anh chị các bạn. Chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui tươi và hạnh phúc. Heo nấu tàu hũ, nấm, nó quá đặc biệt. Nó đặc sắc của miền Tây. Đây là củ lao, lao cổ, tôi gọi là củ lao cổ cái trời. Mình quay để gì ta? Trời, gan heo xào thập cẩm hơn xào khúc cải đỏ, heo kho trứng. Kèm với bún rau sống. Quá đặc sắc luôn. Nước dưa hả? Mà ra đây đi. Nước đi lấy nước lọc chấm cho tao đi. Nước lọc nha. Ra đây đi. Cho hai mẹ. Rồi ngồi đó đi. Mấy chén, mấy chén. Đây nè, đây nè. Rồi bác ai còn dư thì ra đây. Bà vô cái ngồi cái đi đi. Đó. Rồi kiếm cái gì đi. Cơm kìa. Trời quay đất. Chốt. Nông trời số. Đọc số điện thoại anh chồng mày coi. Cho sợ mất công kiếm. Nó đang nghỉ 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 buổi cũng đâu có gì đâu. Đọc số điện thoại của anh chồng mày coi. Nó đang nghỉ buổi mất trừ tiền sao? Tao đưa tiền cho. Bữa nay nó gạt ít ngày rồi. Trừ tiền. Thì sao ơi? Đem vỗ bây giờ. Sao nào? Mẹ ơi. Đó. Coi con chúc em nó về chưa? Ngừng đã. Ông nội bữa nào? Coi thằng nó đụng mẹ. Kiếm ai kiếm thì tôi làm thử miếng này. Mày điện không mấy ngày mai để tao điện cho. Không có. Bây giờ điện mới nghe chứ. Thôi đi để tầm lớp hết trơn. Mở đi, đi đường đường ra. Đi. Thôi đi. Để trong kia đi cho mẹ hết. Cậu bảy nè. Em lên nhận tiền. Nghĩ được chưa? Về về nhậu chút coi đám dỗ ngoại nè. Dỗ ngoại mày. Cần vô chính giữa đó. Để nghĩ vô sớm chút đi. Vòng ngoài. Đừng tới giờ rồi. Bây giờ mấy giờ rồi? Biết lên con. Để là cậu không cho đi ra ngoài là giường á. Ủa mà giường giờ đâu rồi? Ra làm gì không nổi. Phải rồi, phải rồi. 10 giờ 21 phút rồi, còn mấy tiếng thì chịu mận bù đi. Tranh thủ đi. Nói giờ nghe mắc cỡ. Để còn cậu ấy về đó. Đang dọn nè, đang dọn lên đó. Ăn đi cả nhà ơi. Biết chạy lên bây giờ mày nghỉ đi mần hoài nghỉ vài phút trước có sao đâu. Cô cha các bạn. Nghỉ buổi chiều luôn đi. Nhiêu tiền cậu trả. Trời ơi, dáng gì đủ mẹ. Cái này là món gửi gì nè nha. Món này là thịt heo nấu tiền. Cái này là dịch quay. Tao đâu đám dỗ buổi mà nghỉ buổi đi. Dỗ mãi mà tao nghỉ nhiêu tiền cậu trả cho. Xào thập
tao mượn tiền cho sáng vợ kéo kéo đặng cho để nghĩa rau này dễ gấp rồi nước tương nữa mày được anh dỗ cái mặn tròn đầy luôn rồi nó mà có mà nãy ở chỗ này nè lấy nước chấm này đi tranh thủ nghe tao tao sỉnh rồi mày về cũng không làm gì không anh đừng về có hai mâm em ăn hết rồi wow. Về tao kêu nghỉ đi mấy chục phút tao bút tiền chứ hay quá phải già rồi còn có tiền đâu xăng nữa lắm à bút tiền rồi nói cho xuống cái miệng các mày ăn đi còn năm mấy chục cam cam mới mấy chục cam cam mà mới trồng cam nếu nước mắm thêm có dĩa không biết còn sống để ăn không à chống chống cũng phải có vốn mới trồng được chứ mày mà cam gì thì từ đây tới lâu thấy thôi rồi hết nói quá trời cam đúng rồi nó cánh đồng này không rồi cũng hết biết rồi nấm to quá nha mọi người không biết gì nói không biết gì nói không biết gì nói rồi vô bưng ly đưa vô chút bưng ly nè bưng ly rượu á đi có gói nào được đây ông bảy cũng thèm rồi nó nguội ông bảy cũng thèm kìa không còn bảy tao không còn chín nữa ấy rồi đó ôi gót gì mà đầy ly con gót lại rồi ngượng ly gót ra ngượng ly hai ngượng ly rượu cúng hồi nãy đó mày ơi đâu quá ủa hai ngượng ly con hấp lại hai ngượng ly uống một cú huyết cu queo thôi uống rượu rượu nó cũng hả uống ăn uống rượu thì nó cũng biết cũng đi kìa rượu là nó quay rượu là còn đó vô việc covid cho mẹ ơi vô dạ bình thường nè rồi con mạnh giỏi cho nó uống đi con gái con nhỏ cho thấy quán chứ. Uống tối ngày không la mà con cầm đi rượu uống là la chú em á đi quán nhậu luôn thấy đâu ơi nó mạnh nó phụ quán mẹ ơi có thấy đâu không bây giờ chủ nhật cũng đi nhậu nè mấy ông chồng là thầy đó ơi đàn bà nhậu giờ là chuyện bình thường rồi sai luôn không phải sai cũng phải đúng lúc đúng nơi còn hai ha uống vài ly đâu sao đúng không uống nhậu sai luôn có gì nữa giờ thấy còn sai chưa mà nhậu sai luôn có gì nữa chứ ở trong một chuyện vô đi hoài ha rồi bây giờ phần lên đâu phải nhờ chưa chưa đâu lại mấy thủ vậy 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 lại mấy thứ khác rồi thôi đó thằng ông làm nồi cho thằng ông ông ba nhậu hi hi á không có thấu mẹ không nhớ không thoát khỏi cảnh đó ha vậy mình cứ em đi nhậu cả ngày chủ nhật luôn phải lẩu lẹo có lẹo lẹo con không à đâu có giờ đứa thương nó ghét vậy đó mà con thương không được